Tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, sau tháng đầu năm 2021, cơ hội thăng tiến rộng mở, đón nhiều cát lành. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nhiều chuyên gia phong thủy nhận định rằng tuổi Hợi là một trong những tuổi có trí thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Hợi không những tài giỏi, nhanh lẹ mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Đặc biệt những người Tân Hợi sinh năm 1971, họ rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức sắc sọn, hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Không chỉ vậy mà họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của các bác tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Tân Hợi trong nửa đầu năm 2021. Vận trình của tuổi Tân Hợi trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi các bác tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu, tử vi nửa đầu năm 2021 dự báo đây là thời điểm có lợi cho đường công danh, sự nghiệp của các bác tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Cơ hội phát triển sự nghiệp tăng lên, lại thêm được quý nhân nâng đỡ, các bác sẽ được tập thể công nhận, lãnh đạo đánh giá cao, cơ hội thăng tiến rộng mở. Tuy nhiên, áp lực trong năm cũng không nhỏ, đòi hỏi các bác phải luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đương đầu với mọi việc, tránh để cơ hội trôi qua mất. Vấn đề tình cảm và gia đình trong thời gian này nhìn chung cũng bình ổn, dù có khúc mắc cũng nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, để mọi người được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên các bác Tân Hợi nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần để hóa giải vận hạn, hung tinh. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bác tuổi Tân Hợi trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, sự nghiệp và quan vận. Tử vi của các bác tuổi Tân Hợi nửa đầu năm 2021 cho thấy rằng có ấn quan tương trợ, hứa hẹn sẽ mang lại sự nghiệp lý tưởng cho các bác. Các bác sẽ gặp nhiều chuyện may mắn, mọi việc đều phát triển thuận lợi, nhờ có quý nhân giúp đỡ, cộng với sự vươn lên cố gắng không ngừng nghỉ nên dễ dàng đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước. Có bác tuổi Tân Hợi may mắn còn giành được cơ hội thăng tiến, mưu sự thuận lợi, thuận buồm, ủng hộ, mạng lưới khách hàng. Mạng lưới khách hàng rộng mở, thu được nhiều hợp đồng, béo bở. Tuy nhiên, có những thời điểm các bác tuổi Tân Hợi ngủ quên trên chiến thắng, vận trình hơi chững lại, thậm chí thụt lùi. Các bác cần thường xuyên đôn đốc bản thân, nỗ lực nhiều hơn, chủ động tranh giành cơ hội tốt và sử dụng các mối quan hệ để đạt được mục tiêu. Mỗi bước các bác dừng lại sẽ rất dễ để người khác có cơ hội vượt qua, nhất là lớp trẻ năng động thời nay. Trong tháng vận khí tốt, các bác nên tranh thủ tận dụng cát khí và sự trợ giúp của quý nhân để đón tắt đường mình đang đi, thúc đẩy sự nghiệp thêm phần thăng hoa. Ngoài ra, các chuyên gia phong thủy khuyên nếu muốn công việc suôn sẻ và làm ăn tốt lành thì các bác tuổi Tân Hợi cần mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa,
nhân sẽ chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn. Đồng thời, khi mang theo bên mình vòng tay sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông, phát triển, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài vận của các bác tuổi Tân Hợi trong 6 tháng đầu năm 2021 có nhiều điểm sáng, quý nhân mang tới nhiều cơ hội hợp tác, làm ăn. Các bác cần chủ động nắm bắt thời cơ để đánh nhanh, thắng nhanh. Với các bác đang trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, có thể vận dụng sự nhanh nhẹn, nhạy bén với thị trường của mình để tăng doanh thu, thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, nếu các bác tuổi Tân Hợi có ý định đầu tư thì nên bắt đầu từ mối nhỏ để thăm dò và làm quen, lấy kinh nghiệm, chớ nên dốc hết tiền ngay từ đầu với tâm lý được ăn cả ngã về không, kẻo tiền bạc thất thoát không còn một đồng. Để tăng may mắn và cát lành, các bác tuổi Tân Hợi hãy đeo bên mình pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và từ đó con đường làm ăn. Từ đó chiêu tài lộc, tăng may mắn, cát lành và tăng vận khí cho các bác. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân tương trợ, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc kinh doanh và đầu tư trong năm 2021. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Xem tử vi nửa đầu năm 2021, chuyện tình cảm của các bác tuổi Tân Hợi có nhiều biến động. Tình cảm vợ chồng hòa hợp, cha mẹ con cái gắn kết do tạo ra nỗ lực tinh thần rất lớn để các con thêm yêu đời và thoải mái về tâm lý. Tuy nhiên, vào những ngày tháng nghỉ công việc, guồng quay bận rộn, có thể các bác có phần thờ ơ, thiếu quan tâm đến nửa kia khiến tình cảm nguội lạnh. Sau đó các bác nên tìm cách cân bằng thời gian này dành cho gia đình và công việc để củng cố mối quan hệ cũng như duy trì hạnh phúc. Ngoài ra các bác tuổi Tân Hợi còn đang độc thân thì chỉ có cách chủ động mở rộng mối quan hệ, chịu khó giao tiếp với những đối tượng xung quanh hoặc người được giới thiệu thì mới tăng cơ hội tìm được người như ý để kích hoạt vận đào hoa. Thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Tân Hợi hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, hóa giải những xung khắc mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những bác còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Về mặt sức khỏe, nhìn chung sẽ không có gì bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào đối với sức khỏe của các bác tuổi Tân Hợi năm Tân Sửu, và nếu có khó chịu thì cũng có thể được phát hiện và điều trị nhanh chóng. Chỉ cần lưu ý nắm kim khí vượng, các bác cần thận trọng khi tiếp xúc với những đồ vật bằng kim loại, đề phòng nguy cơ bị đâm trúng, gây thương tật nghiêm trọng. Ngoài ra các bác cần duy trì thói quen ăn uống đúng giờ và đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc sẽ rất có hại cho sức khỏe. Cho nên để có một năm bình an, các bác Tân Hợi hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp các bác xua đuổi những hung tinh, vận hạn trong năm. Piano cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bác tuổi Tân Hợi trong suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bác tuổi Tân Hợi trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây, mời mọi người hãy cùng tìm hiểu khung cát từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình. Tháng 1 âm lịch. Tử vi tháng riêng của các bác Tân Hợi khá lý tưởng nhờ được lục hợp quý nhân che chở, các mối quan hệ xã giao trong tháng hài hòa, tốt đẹp, có lợi cho con đường thăng tiến. Công việc tiến triển đều đều, có thể được giao trách nhiệm hoặc gọi góp mặt trong dự án lớn, thành quả gặt hái được không hề nhỏ. Các bác có thể tranh thủ tiến hành đại sự trong thời điểm cát khí tràn đầy, tỷ lệ vì thế cũng sẽ thành công cao hơn. Tài lộc trong tháng cũng đang trên đà vượng phát, nhận được cát tinh, tài tinh chiếu mệnh, các bác có thể nhận được một số khoản thu lợi bất ngờ trong tháng. Cơ hội phát tài đang ở gần, nhưng các bác cũng nên chú ý cách chi tiêu để tài lộc thụ khí. Tử vi tháng 2 âm lịch. Dưới sự nâng đỡ của cục diện bán hợp, vận trình của các bác tuổi Tân Hợi có nhiều khởi sắc. Những khó khăn trong công việc trước đó dần được đẩy lùi, thay vào đó là cơ hội khẳng định năng lực và đường nét, tăng tiến rộng mở. Tháng này các mối quan hệ làm ăn cũng tốt đẹp, các bác biết vận dụng mối quan hệ để tìm được đối tác tiềm năng, lợi nhuận tăng cao. Thứ ba là tử vi tháng 3 âm lịch. Bước sang tháng 3 âm lịch, vận khí của các bác Tân Hợi rất ổn định, mọi phương diện không vấn đề gì phải lo ngại.
nên các bác có thể yên tâm tận hưởng một tháng yên bình. Có thể một số người sẽ cho rằng nhịp sống đều đều, thật nhàm chán. Nhưng với các bác tuổi Tân Hợi vốn thích sự yên tĩnh và bình lặng, thì cuộc sống như vậy đã là một loại hưởng thụ đối với các bác. Người ra sức khỏe của các bác trong tiệm này cũng khá ít, ổn định, sức đề kháng, ít khi mắc các chứng bệnh vặt. Cho nên, các bác cần sớm điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt của mình thì cơn khó chịu sẽ biến mất nhanh chóng. Thứ tư là tử vi tháng 4 âm lịch. Trong tháng 4 âm lịch sắp tới, các bác tuổi Tân Hợi phạm tương xung, thái tuế, dự báo vận trình nhiều biến động, thăng trầm. Tháng này không thích hợp để tiến hành các việc quan trọng, mưu sự khó khăn hơn trước, cho nên các bác cần phải nỗ lực gấp nhiều lần mới mong có kết quả như mong muốn. Công việc trì trệ sẽ gặp trở ngại là do nguyên nhân chủ yếu, khách quan lẫn chủ quan. Do đó các bác cần phải thận trọng, tiến hành từng bước chậm nhưng chắc, như vậy mới hạn chế sai lầm phát sinh. Thời điểm này tài vận cũng có dấu hiệu giảm sút, trong khi thu nhập không tăng mà các khoản chi nhảy vọt. Rất dễ rơi vào tình cảnh vay mượn nợ nần. Đầu tư tại thời điểm này cũng không phải là quyết định khôn ngoan, tránh tham thì thân. Tháng 5 âm lịch. Trong tháng 5 âm lịch, các buổi Tân Hợi, các bác tuổi Tân Hợi cần chú ý đến tình hình tài chính của mình. Dù thu nhập kinh tế của các bác không có nhiều thay đổi trong tháng này, nhưng so với thời gian trước thì cũng có thể coi là khá ổn. Tuy vậy, nhu cầu mua sắm, tiêu xài sẽ không ngừng tăng lên, đủ việc phát sinh cần giúp đến tiền. Nếu các bác không kiểm soát tài chính cẩn thận, có thể rơi vào tình trạng túng, thiếu, thậm chí phải vay mượn bạn bè, người thân để trang trải cuộc sống. Thứ sáu là tử vi tháng 6 âm lịch. Các bác tuổi Tân Hợi được tam hợp che chở, vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành. Dù công việc tăng lên, các bác vẫn sẽ khá vất vả, nhưng mọi chuyến đều hiển thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt. Vậy là cơ hội tốt để các bác khẳng định năng lực làm việc và sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, sức khỏe của các bác có thể gặp một số triệu chứng khó chịu, mỏi mệt do mải mê lo công việc. Việc không cân bằng được thời gian dành cho sự nghiệp và thời gian nghỉ ngơi rất có hại cho sức khỏe. Các bác phải chú ý nhiều hơn. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Tân Hợi trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sáu hạn và là số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sáu hạn các bác tuổi Tân Hợi. Trong thời điểm 6 tháng đầu năm Tân Sửu, các bác tuổi Tân Hợi bị sao Văn Hớn chiếu mệnh. Khi bị sao này chiếu, các bác dễ vướng khẩu thiện, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mù miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Ngoài ra, bác trai cần chú ý hạn thiên la, bởi thiên la chủ về đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Còn với các bác tuổi Tân Hợi thì trong thời điểm này, bác sẽ bị hung tinh la hầu chiếu mệnh. Sao la hầu thường đem đến những điều không tốt lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Bên cạnh đó, bác gái còn bị gặp phải hạn diêm vương. Hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Bác cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn, bất ngờ. Thứ hai là luận khung cát niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh trong thời điểm này của các bác tuổi Tân Hợi gồm có sao Thiên Hợi, báo hiệu dịch chuyển nhiều về cả suy nghĩ cũng như nơi ở, nơi làm việc. Và có sao Điều Khách mang điểm báo gia đình có chuyện buồn khóc. Cung tam hợp thì lại có nhiều sao xấu quy tụ như tam môn, đại hao, tuế phá, thiên hư, gây hao tán tiền của, cản trở công việc, gây tai nạn bất ngờ, đồng thời gia đình có tang chế. Cuối cùng là cung xung chiếu thì gồm có cát tinh thiên phúc, lòng trì thúc đẩy nhân duyên tốt, nhưng các cát hung tinh, tuần, triệt, quan phù, thiện khốc lại báo hiệu sự trắc trở, khó khăn, gia đình có người đau yếu. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của các bác tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy để cập nhật được nhiều hơn về những thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, sự nghiệp, con cái. Quý vị hãy đăng ký để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về trái tim của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua.
Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.